nhan sắc xinh đẹp của MC Thời Tiết phát hiện ung thư sau lễ dạm ngõ. Vũ Diễm My, MC của bản tin Thời Tiết Nông Vụ trên kênh VTC14 bất ngờ tiết lộ về quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Vũ Diễm My từng là MC của bản tin Thời Tiết Nông Vụ trên kênh VTC14. Mới đây, Vũ Diễm My, MC quen thuộc của bản tin Thời Tiết Nông Vụ trên kênh VTC14, đài truyền hình VTC khiến người yêu mến bàng hoàng khi thông báo đang phải tiếp nhận điều trị ung thư. Đáng nói hơn, thời điểm phát hiện ra bệnh tình, Diễm My lại vừa mới tổ chức xong lễ dạm ngõ. Ngày bác sĩ thông báo tôi bị ung thư, cuộc sống tưởng chừng rất êm đẹp với nhiều dự định về tương lai của tôi bất ngờ rơi vào ngõ cụt. Ngày hôm ấy, cổ họng tôi nghẹn lại, trái tim như vỡ vụn dù trước đó đã tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, nữ MC tâm sự trên trang cá nhân. Những đợt hóa xạ trị đã khiến cơ thể của Diễm My trở nên tiều tụy, ngay cả mái tóc dài chấm lưng cũng rụng hết. Vì căn bệnh quái ác, Diễm My phải ngồi xe lăn và thở bằng bình oxy. Có thời điểm, cơ thể cô chỉ vỏn vẹn chưa đầy 48kg. Sau cuộc phẫu thuật, Diễm My phải điều trị hóa chất nhiều ngày trong sự đau đớn. Mái tóc dài chấm lưng đầy kiêu hãnh của nữ MC cũng rụng sạch hoàn toàn. Vào những ngày đầu khi có kiểu tóc mới, đêm nào tôi cũng khóc ướt đẫm gối. Tác dụng phụ của hóa chất khiến cả cơ thể lẫn tinh thần tôi rã rời, kiệt quệ. Thậm chí đã có lúc quá mệt mỏi, tôi xin mẹ hãy cho tôi được giải thoát. Nữ MC đài VTC nhớ lại khoảng thời gian đau đớn chiến đấu với bệnh tật. Theo nữ MC, nhờ sự tiếp sức của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, đến nay cô đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Sau 6 đợt hóa trị và 3 lần xạ trị, cô đã chiến thắng ung thư. Nữ MC hạnh phúc thông báo trên trang cá nhân, đến nay tôi cũng đã hoàn thành xong 6 đợt hóa trị, 3 lần xạ trị và chính thức chiến thắng ung thư, trái ngọt mà tôi phải sống giờ chết giờ để chạm đến. Diễm My tranh thủ tập luyện thể dục để nâng cao sức đề kháng trong thời gian điều trị. Sau biến cố tưởng chừng không thể vượt qua ấy, nữ MC xinh đẹp học được cách kiên cường, yêu bản thân hơn. Tôi đang bắt đầu hành trình mới cho chính mình, một dự án về sức khỏe và thiện nguyện đầy nhân văn kết hợp cùng với người bạn thân. Vốn là một người không thích chia sẻ quá nhiều sự riêng tư lên mạng xã hội, nhưng hôm nay tôi quyết định thoát ra khỏi cái vỏ ốc của bản thân với hy vọng rằng đoạn chia sẻ này của tôi sẽ tiếp thêm hy vọng cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Bởi vì niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay, Diễm My gửi gắm. Trước đó, MC Diễm My nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả nhờ khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói đặc biệt truyền cảm. Ngắm một số hình ảnh của Diễm My.